Hot Girl Quận Cam có chính thức lên xe hoa với nhan sắc khó tìm. Thông tin hiện tượng mạng, Hot Girl Quận Cam Nguyễn Ngọc Thúy Diễm chính thức đã lấy chồng mới đây khiến dân mạng xã hội xôn xao. Cụ thể là sau 3 năm im hơi lặng tiếng, mới đây, tối ngày 7 tháng 3, một tấm ảnh được chia sẻ khắp các diễn đàn mạng xứ Việt nghi vấn Thúy Diễm chuẩn bị lên xe hoa. Trong ảnh, ít ai nhận ra nhan sắc có phần mộc mạc, chân chất của Thúy Diễm trên livestream gây sốt 3 năm trước. Thúy Diễm giờ đây đã xinh xắn hơn với gương mặt được trang điểm đậm nét và đặc biệt là bộ trang phục cưới truyền thống đang mặc trên người khiến không ít người tin rằng cô nàng đã kết hôn. Bộ trang phục mà Thúy Diễm khoác lên vốn dĩ là trang phục cưới truyền thống của dân tộc Khmer hay còn được gọi là bộ sarong chỉ dành cho các cô gái người Khmer vào ngày cưới. Mặc dù không rõ thực sự cô nàng này đã chính thức về nhà chồng hay chưa, nhưng nhìn sắc vóc hôm nay đúng thật là thay đổi rất nhiều so với livestream vào năm 2018. Đặc biệt, nhiều dân mạng còn suy đoán liệu có phải chàng trai mà Thúy Diễm cưới là cậu bạn với cái tên gây sốt Lê Văn Đạt. Hiện tại vẫn chưa có bất kỳ thông tin chính thức nào, thế nhưng nếu đây là sự thật thì mọi người vô cùng phấn khích dành những lời chúc mừng tân hôn đến Thúy Diễm và bạn đời. Trong số các hiện tượng mạng từng làm mưa làm gió và khiến dư luận nhớ mãi không quên, phải nhắc đến cái tên Nguyễn Ngọc Thúy Diễm, quê ở Kiên Giang, hot girl Quận Cam gây sốt bao năm. Nhắc đến hot girl Quận Cam, có lẽ nhiều người khó thể nào quên được đoạn video trở thành hiện tượng được cộng đồng mạng đem ra trêu đùa hay làm lại suốt bao năm qua của cô gái Thúy Diễm này. Với những dòng giới thiệu bản thân cũng như câu nói thương hiệu, chào bé Lê Văn Đạt, em còn làm ở đó không ta? Thúy Diễm nhanh chóng trở thành nhân vật nổi tiếng được đông đảo dư luận trên mạng xã hội biết đến. Câu nói đó nhanh chóng trở thành trào lưu trên mạng xã hội khiến dân mạng phải bật cười khi nhắc đến. Tìm hiểu thêm, được biết Lê Văn Đạt là bạn học cũ của Thúy Diễm. Chỉ vì trong lúc livestream run rẩy nên Lê Văn Đạt là cái tên được Thúy Diễm bất chợt nhớ đến và gọi thành tiếng. Sự e ấp, chân thật của Thúy Diễm khi giới thiệu đồng nghiệp cũng được dân mạng cover lại rất nhiều trên diễn đàn Facebook, TikTok sau này. Này là bạn của mình, tên Ngọc, chưa có người yêu, người ta mắc cỡ, không chịu nói đâu. Hiện tại, câu chuyện về hot girl Quận Cam hay bé Lê Văn Đạt vẫn được mọi người nhớ và nhắc đến. Ngay khi thông tin hot girl Quận Cam theo chồng bỏ cuộc chơi xuất hiện trên mạng xã hội, đã nhận được không ít sự chú ý từ dư luận. Đa số cư dân mạng đều bất ngờ trước sự việc này. Có không ít lời bình luận cảm thán rằng, ai rồi cũng sẽ khác. Ngay cả hot girl Thúy Diễm giờ cũng chuẩn bị yên bề gia thất sau bao năm là nhân vật hiện tượng của dân mạng biết đến. Bên cạnh đó, nhiều dân tình còn khen ngợi nhan sắc của Thúy Diễm lên hương trông thấy. Không còn là cô gái có làn da đen nhẽm, gương mặt với đường nét bình thường. Nhờ vào công nghệ trang điểm, hot girl Quận Cam cũng xinh đẹp như ai. Ai rồi cũng lấy chồng thôi. 3 năm không gặp, hot girl Quận Cam xinh đáo đẻ đấy. Bộ trang phục cô ấy mặc là dành cho cô dâu trong ngày cưới của người Khmer. Đến hot girl Thúy Diễm cũng có người rước, còn tôi đây ế dài dài luôn ấy. Ha ha, chào bé Lê Văn Đạt, chị đi lấy chồng nha. Hiện tại, thông tin hot girl Quận Cam lên xe hoa vẫn đang nhận về sự chia sẻ chóng mặt trên mạng xã hội. Mặc dù chưa rõ độ xác thực của sự việc này, nhưng hình ảnh xinh xắn của Thúy Diễm sau 3 năm bỗng dưng nổi tiếng khiến đông đảo dân tình xôn xao khen ngợi. Còn bạn suy nghĩ thế nào về thông tin này? Hãy chia sẻ cùng VGT nhé!